Đường xa quá, trái tim ta mệt nhòa. Rồi em đến trong ngày mơ, làm xóa tan bao buồn thương. Để giờ đây thôi không còn cái xa. Cảm ơn người đã đến như tia nắng, bước trên con phố quen vai kề vai, mình cùng nhau tay trong vòng tay. Qua bao tháng ngày, trái tim này mãi mãi trao về nhau, sẽ chia bao sướng vui muôn ngày sau. Nguyện cùng đi trên con đường xa, qua bao mọi khó nguy, ta thuộc về nhau. Tìm về bên đỗ tình yêu, kia bóng đêm đã dần xa, tình yêu đến áng mây đen xa rồi. Ngày xưa cũ đã đi qua, còn ở đây bao ngày vui. Kể từ nay ta luôn mãi có đôi. Chúa nhân từ thương xót xin hãy đến, giúp chúng con sống vui bên đời nhau. Người xin Cha ban thêm tình yêu cho con yêu người, để cuộc đời này mãi yêu người thôi, sẽ không chỉ cách ngăn anh và em. Tình yêu Cha ban cho lòng con không bao giờ đổi thay, yêu người mà thôi. Đã đến
chiếc tia nắng bước trên con phố quen vai kề vai mình cùng nhau tay trong vòng tay qua bao tháng ngày trái tim này mãi mãi trao về nhau sẽ chia bao sướng vui một ngày sau nguyện cùng đi trên con đường xa qua bao mọi khó nguy về nhau. Chúa nhân từ thương xót xin hãy đến giúp chúng con sống vui bên đời nhau. Người xin Cha ban thêm tình yêu cho con yêu người. Để cuộc đời này mãi yêu người thôi sẽ không chỉ cách ngăn anh và em. Tình yêu Cha ban cho lòng con không bao giờ đổi thay. Yêu người mà thôi. Trong giây phút yêu thương tuyệt vời thay, niềm hạnh phúc ngất ngây trong tâm hồn, yêu thương đắm say hôm nay và mai sau nữa, tình yêu ấy sẽ mãi luôn bền lâu. Tình yêu Chúa ban cho tuyệt vời thay, niềm hạnh phúc Cha ban như món quà, đây hai trái tim mang theo tình yêu mãi mãi, tình yêu Chúa kết ước cho chính hai bạn hôm nay. Này tình yêu Giêsu ban cho hãy gìn giữ luôn bên lâu, và yêu thương quan tâm sẽ chia mọi buồn vui hay lúc ốm đau, luôn luôn mãi mãi dâng cho Ngài hạnh phúc khiến Cha vui lòng và cảm tạ Chúa mỗi ngày về tình yêu Ngài đã ban. Nguyện cầu Cha yêu thương ban cho tình yêu lứa đôi bên lâu, trọn đời yêu thương nhau mãi luôn, từng ngày sống xứng đáng cho Ngài, luôn luôn mãi mãi dâng cho Ngài hạnh phúc khiến Cha vui lòng và cảm tạ Chúa mỗi ngày về tình yêu Ngài đã ban như món quà. Tình yêu Chúa ban cho tuyệt vời thay, niềm hạnh phúc Cha ban như món quà, đây hai trái tim mang theo tình yêu mãi mãi, tình yêu Chúa kết ước cho chính hai bạn hôm nay. Này tình yêu Giêsu ban cho hãy gìn giữ luôn bền lâu, và yêu thương quan tâm sẽ chia mọi buồn vui hay lúc ốm đau, luôn luôn mãi mãi dâng cho Ngài hạnh phúc khiến Cha vui lòng và cảm tạ Chúa mỗi ngày về tình yêu Ngài đã ban. Cha yêu thương ban cho tình yêu lứa đôi bên lâu, trọn đời yêu thương nhau mãi luôn, từng ngày sống xứng đáng cho Ngài, luôn luôn mãi mãi dâng cho Ngài hạnh phúc khiến Cha vui lòng và cảm tạ Chúa mỗi ngày về tình
ban cho tình yêu lứa đôi bên lâu, trọn đời yêu thương nhau mãi luôn, từng ngày sống xứng đáng cho Ngài, luôn luôn mãi mãi dâng cho Ngài hạnh phúc khiến cha vui lòng và cảm tạ Chúa mỗi ngày về tình yêu Ngài đã ban như món quà, và cảm tạ Chúa mỗi ngày về tình yêu Ngài đã ban như món quà. ក៏ត្រៃហួតបឹងត្រៃអត្តបាឡាចស្រន់សែកមើលកោសំបាឡាចឈឹងត្រៃមិត្តដំហកោត្រៃគួយកោបាឡាចអើខ្វាយ៉ាងមិនមានតែចាក់គេអីទុំពេតលះម៉ៃទាំងមឹងរួយរួយលំក្លៃពីគួលលំក្លៃដួអ៊ុំមុខម្រៅណៃអើខ្វាយ៉ាងសែកមើលរួយណៃទីកោលងាក់ក្លៃបឹងហួតម៉ាត់អើខ្វាយ៉ាង សម្រាប់តែពូទុំពេតលំទីក្រាស់កកសាងទីមេមាញនតណៃទីកមអាកយោដាកមោណាក់ណេណាក់កៃវិគូលចោះទីណាប់អីខ្វាយ៉ាង
xem ơi qua này từ ngọn ngã phải họa bưng giác zoom tôi em nói buồn giúp buồn ngọ khoa phong tô làm sang giang để dí giang gặp vui dí giang buồn đi làn đã mò ra giác zoom đã lá chồng bằng buồn xin ơi qua này từ ngọn tùy trúc giang rui tân này lầu cờ may họa bưng xếp nít nâng bưng họa này ở khoa giang sẽ thì tận này màu may loan con gỡ tục rẽ lại hồng cùi hồng ia lơn bia đá hình lâu có đầy doa chẳng cơ ai đề lâu chú giang bị đọc đầy mạch màn chẳng đầy hoạ bưng hồng lấy to chắc lê nâng bị tăng lắm say mây dạy tục chẳng buồn này ở khoa giang lộ thêm mơ cơm nâng bưng hoạ bị krat gõ sang tìm mịn mà nhòn bị dập cơ grap ruôi tọ tù tì gửi doa tục bác lê bây có lấy xoay pra bóng nít nát cơ tua cho ung mộ mrau này ở khoa giang chẳng bố ạch kẹt kre răng gàng tình yêu chẳng cầm mộ lấy xoay pral lấy nâng bị đi kì giàn mạng bọc nọt hồng lấy phạm dùn lấy rú cơ dì giang phung mây trúc tình em sẽ mơ chẳng ích mây mây hoạ bưng hồng lấy chắc xem hồng lấy xoay xem lây em gàng mây làm dì giang cầm an lúc này sẽ xì cầm an rõ tư bơ khoa giang để đá em gàng lấy bố huyện bố kì xem mơ ở khoa giang chạy bố trung bít làm xem mơ lo cờ màu buồn sẽ xì tì buồn choa màu lu buồn dồn từ gỡ vết tìm tì chạy bố kẹt kè mơ làm tôi lan cơ lông chẳng gỡ đi đe đau mơ ta ở khoa giang chẳng bố kẹt kè tình yêu mọc lấy xoay phần từ gỡ tùy vết rút tì buồn sàng lấy rù cơ chi giang mây tên em sẽ mơ chẳng cờ mọc lấy xoay phần lấy chắc chinh sẽ mơ mộng này cần thảo vứt cao lu sự lớn đơn của dòng dơ chiếc lại và lại vắt xây dăm này em năm nay làm kẹt ngàn vàng y chạy bố đúc biết lên nâng kẹt kìa có và lại cho lấy nàng bìm ni nà cô khoai giang Giê-xu Christ Amen. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa quý vị mục sư, quý thầy cô truyền đạo cùng tất cả tôi con Chúa gần xa, kính thưa quý vị khách quý cùng toàn thể các bạn trẻ đang có mặt tại buổi lễ vui quê ngày hôm nay. Và lời đầu tiên xin gửi đến toàn thể quý vị một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nồng nhiệt nhất. Ở sân sập lưu thân là huynh vị la cờ bốn kích kè bóa vị la cờ toàn ác gặp như sẵn lia sài cây lên đánh vị la cờ và chủ mộ mở đầu hai mươi cái kỳ giang gặp như đôi bồn rê bắt khoa bôn tô bôn tô phụ kẹt kỳ đia sang giang lên đánh vật kỳ giang gặp như đôi bồn rê một lời xoan pral lúc lại hợp ác lẽ nên một lời hết áp bình năng nào nào lọc là vâng là khi toàn thể quý vị khách quý, hôn nhân là một nghi lễ rất quan trọng trong cuộc đời mỗi con người chúng ta. Chính vì vậy trong Kinh Thánh đã viết hôn nhân đầu tiên được thiết lập trong vườn Ê-đen do Chúa Giê-xu để cho con người chúng ta được niềm vui, niềm hạnh phúc và cho con người chúng ta sinh sôi nảy nở ở khắp mặt đất. Vâng, thưa quý vị, tình yêu đã có từ hàng ngàn năm về trước, nhưng dường như là một mảnh đất hoang sơ đầy bí ẩn, chứ được biết bao điều kỳ diệu, luôn mời gọi và quyến rũ con người khám phá. Và đó cũng chính là món quà tuyệt vời nhất, ý nghĩa nhất mà Đức Chúa Trời đã ban tặng cho loài người chúng ta. Vâng, thưa quý vị, ai có thấy tình lòng lành khóe mắt, mộc yêu đương tràn ngập cả hàng mi, hồn rung rung muôn điệu khúc tân kỳ, đôi mắt đẹp nói lên lời hẹn ước. Vâng, khi con tim đã cất lên tiếng nói ân tình thì nỗi nhớ đã vây quanh khát khao tình chảy bỏ. Và đó cũng chính là cảm xúc đã đưa đôi bạn Hờ Nhon Buôn Giá và Isam Buôn Cơ Rông đến bên nhau. Hai bạn đã gặp nhau, quen nhau rồi yêu nhau, bắt gặp nhau từ ánh mắt thẹn thùng ngày nào cho đến nụ cười trao duyên chớm nở. Và theo dòng thời gian, tình yêu của hai bạn đã thực sự chín mùi. Vâng, yêu nhau mấy độ xuân qua, tâm đầu ý hợp mặn mà nên duyên. Vâng, được sự đồng ý của hai bên gia đình cũng như chính quyền địa phương sở tại, hôm nay là một ngày đẹp trời. Hai bên gia đình cũng như cô dâu và chú rể đã đồng nhất long trọng tổ chức lễ vui quy ngày hôm nay. Và đây chính là lý do mà toàn thể quý vị đang có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay để cùng chung vui và chúc mừng. Xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,
gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Để hiếu ta bạn lận là để tôi mơ, mà màu ôm mình chắc sẽ sắp mỹ bộ bà. Để mong chung đà đạp con người này, mà màu ôm mình chắc sẽ xì ma bộ bà. Nhưng em nhớ, để đề đề màu lấy, lấy đuôi xin này. Để vung bí bộ bà, tớ mà bộ cái chút ngàn lúc trước, em đang chạy cái bốt tớ đi hiểu cái chặt gì. Thế nhớ, để vung bộ của dọa màu lê, bậc kề màu cái dầu. Để tôi vỡ nặng nơi đấy, cái dọa màu mít, màu mà. Vẫn kính thưa quý vị, công đức sinh thành dưỡng dục của các bậc song thân thật là lớn lao biết bao nhiêu. Niềm vui, niềm hạnh phúc của cô dâu chú rể cũng được ươm mầm và vun trồng từ chính những bàn tay yêu thương đó. Và thân sinh, thân mẫu của cô dâu chú rể cũng những bàn tay yêu thương đó đã ươm mầm và vun trồng cho những tình yêu sinh sôi nảy nở của cô dâu và chú rể. Và thân sinh, thân mẫu của cô dâu chú rể ngày hôm nay cũng chính là những nhân vật chính đầu tiên cho phép chúng tôi xin được mời trở về sân khấu để ra mắt hôn trường. Đầu tiên, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời về phía đại diện họ nhà gái. Xin được trân trọng kính mời ông bà, ông Ma Nhon, bà Mi Nhon. Xin được trân trọng kính mời ông bà cùng tiến về sân khấu để ra mắt hội trường. Ở sân khấu cầu cớ Ma Nhon, Mi Nhon, Dình, Mi Ma cờ cờ giàu Nhon. Ở liên tiếp đập này, đi thịt lông cơ bìm đá bông ta không chỉ dàng gặp duyên đề phù đấy, làm dạng hội tầng này. Sân khấu kinh trang gặp như thế bộ này ba ngàn hiện tại bị bom đầy tu đống mấy ma tinh cơ sân đi à. Và tiếp theo ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời về phía đại diện họ nhà chơi xin được trân trọng kính mời ông bà ông Amasam bà Amisam. Xin được trân trọng kính mời ông bà cùng tiến về sân khấu để ra mắt hội trường. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, kính thưa bà con anh em láng giềng đang có mặt tại tư gia gia đình họ nhà gái chúng tôi tổ chức ngày hôm nay. Đại diện họ nhà trai đến từ địa chỉ Buôn Choác, xã Yên Na, huyện Cà Rông An Na, tỉnh Đắk Lắk. Một lần nữa xin quý vị cho một tràng phát tay thật lớn, tận đồng nhiệt để cùng chào đón và chúc mừng họ nhà trai. Và kính thưa quý vị, như vậy là trên sân khấu của chúng ta đã có mặt đầy đủ sự hiện diện của hai bên gia đình họ nhà trai và họ nhà gái. Nhưng chúng ta vẫn còn thiếu sự có mặt của hai nhân vật chính ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, niềm vui son sắc đợi chờ, tháng năm mong đợi bây giờ là đây. Vâng, phút giây chờ đợi nhất đã đến. Xin mời toàn thể hồi hôn chúng ta cùng hướng mắt về cổng hoa hạnh phúc để cùng chào đón đôi ương đẹp nhất, lung linh nhất và hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng hân hoan chào đón cô dâu Hồi Nhon Buôn Giá sánh diện cùng chú rể Y Sam Buôn Cro. Và sẽ có đầy tay trong tay nguyện ước cho tình yêu đôi mình và cầu xin cha yêu thương nguyện ngày trước. Yêu thương người mãi.
chung cái bát đi cái bộ xem nè lăng là bộ ô ao hấp bia chinh chung uống ô ao bes phân tổ chức như đoạ đẹp một tụm ngã ra khoa một tụm ngã đầm làm qua một tụm chung ao xem sẽ xuôi này này ô bây giờ này lăng bông ta đi nhậu nhạc không cứ bông nhạc là thì đi ta tụm ta học chỉ chẳng cắt điện để phun đây bộ clay xem xin chặt dịch đi nê lên chắc ai đi lại hấp ác lại đặt điểm gốc như đoạ chính và từng mà nay nắp nhiều lòng chiến ủng mộ lần anh mang mũi đi nhu một lần xoay pha lần nào lần anh không cung bố cái idea điểm đi cái idea lòng chiến lại đẹp đi nhu sự bước thân là chắc cái lùi đi mê là chắc idea là chắc chi chàng bình dụ phụ ngọc thì có là tuần này và hôm nay có bố việc làm ác thì tôi bị cuốn lắm muốn dạy có nhon chứ ra hôm nay dình tình nghiệp ba gần đây sáng mai thâu ở chàng nay hồi nay dình và trốc lắc lại gìn lại bị cua lắm chút chút lắm mong rùi sẵn ủng bộ thế này trốc mong cổ mì bà trốc mong và miết trốc mong mẹ lòng trốc cổ mà lắm lòng trốc cổ trọng là dàng ngập sẵn hiện cổ cân lọ thầu đi ni nu lại có là chắc dì chàng cùng dụ phụ ngọ dì trốc lắc thế này cổ cung ngâm nạp và thế mà ác hợp gọi họa may và mày bỏ xa đạc lần ác mày mà thao lo là chặt luôn đấy ô mày ta nó thao lo bị nắn mắc mà đi mắc kẹt ngàn cái này chẳng cái idea lau cho giang sẵn tật phà cái màu cây gặp cho cái sẵn vết màu cây lúc ấy nàng chẳng cái gì chàng cái tên vết cây đặt phần trang nàng phần phà đi xa xem lại lòng tốt cái tên sản trang idea kẹt trẻ ô sẵn nên lau hình cầu chồng dứt lại đi mì cái idea là nạ lùm là chắc đoàn nạ gặp dùi cái này nè lùm nách chắc khoa côn tô vất nè gần sang giang ai đìa gặp này nè lùm nách chắc dì giang cùng gặp người buôn tạc rạc bươi vất buôn dễ dàng chạy mơ làm năn mong biệt hòa vàm tuôn nè phòng dòng mái đây buôn phục lạc ai đà sân hồi nay dìm hồi mát đoà nạc gặp người mày bỏ nít nát thì gõ sang tình gặp người mê hồi này ngạ cây chương ác hồi bị cua cờ phục vào trong chỗ buôn tay tên này sân tên này dìm hồng cây cắt vào chỗ buôn tay tên này á gặp vui mày tình ngày cay tươi tru thằng gõ sang thằng kia chàng gặp vui tới này sau này lâu hết mày tru tới này mày u sạc lại hận ác lại hận ác ta lâu từng một lại nhiều tu được mày từng một ngàn nhịp nhạc lại nhịp lặng bạc tùng nhịp đụng sao em hạnh đi nhờ xin chung cây dùm bạn đi mà bông nâng lập bìm ồ sân cao dính cô bị la cả tình ngày cay dính ở dòng cả tình ngày cay nên còn lại giặc đi hận cao ách mươi cơ dí chàng gặp vui tới này bỏ định nạc lại cao mươi cơ đồ ăn gặp vui mang hồi này thầu bị dễ bị ghem thầu bị dễ trên lăng bài bị chặt hết sang bờ vít lấy khắp và trai chặt hết lu hết làm cái tiếp chẳng cái tiếp của tôi là gặp vui mang ruồi này bộ lại cái hết bạc chặt xem nào sao tự đằng tàu tàu ai đi ách mười cờ đoà gõ họa chẳng cầm màu cái xóa pha xem lấy đoà bằng họa hàng cái đi giàn bờ vít cái tu tưng từ gõ sang ách mười cờ đoà cho buồn tới này tay tới này sang màu cái xóa pha hết bạc chặt xem làm chiếc cái tiếp ách mười cái giàn gặp vui màu bồn tà ruồi này phong cây hắc bạc xoa pral đọa bằng hoa cây phạm dùn cao ai đi tung biết đi tục cây dập dính đi bây giờ đi cây xoa pral tung làm bông này lòng nó nào amen lại coi lê công việc tâm lần amen ก็ตุ๊บตุ๊บเจ็ดหลับดินเลิศบุกบุกบุกบ้านก็จะโดนกระเตยเบิร์ดเลยได้มั้ยอยู่อาทิตย์นู้นนักโจขมุดมีโปปลากระเตอร์มาโปกจุ๊บกับงานลึกจึ๊กเอ๊ะนั่งแจกกับกระบุนกระเตยดีเลยกระจัดจริงก็มีอะไรเยอะโปปลาหมายเยอะโปปจริงพวกบ้านก็เลี้ยงจีบรุ่งเวอแอมไปปุยไปกุยมลำผู้ใดได้บุกอยากเรื่องง่ายในสายเจ้าอยู่อันนั้นเยอะในสายสีขยอนห้องไอยามไอสามในที่ก็บอกว่ารถไม่โปปลาแลนันเรย์ hướng mặt vào nhau, bàn chéo tay để cùng nâng ly nước ngọt. Ở các trang đây ở dưới cấp á, đây chúng ta họ ủng hộ đi vô để là đi lên cái idea làm nhau thì lần này. Lần bạc này mua tươi biết bao, chân trầm mơ.
trong cặp ý xem hiên nga giang hồi hiên nga trùa chàng đột làng cơ cô chứ lắm hiên cơ chim hì màu tạc bài làng làm ma nông chân y giờ nề ra bà xem tay hơi dòng cặp ý xem hình nga giang hồi hình nga tuột chàng đột làng cơ cô chứ lắm hình cơ chim hì màu tạc bài làng làm ma nông chân y giờ nề ra bà xem tay hơi yeah.
cây pháp y cơ toa châu cầu mau bay với cuồng tầng mông mông ngày cao hô khói giang ra kia bay bay được cơ hơi ô khói giang ơi đầm đi lui mai ô cho cơ bay được chăm hóng quá tắt cao tơ mong bay lòng răng cuối cuối quay thật qua bay ra màu Chúa chính sức mới.
Chúa ở với con, ai có thể nghịch với con? Con đây sẽ mãi sống cho Chúa. Again.